Đây chính là lý do dù bị cấm sừng nhiều lần, Nhã Phương vẫn không thể bỏ Trường Giang toàn gương vỡ lại lành. Là một nữ diễn viên nổi tiếng hiền lành xinh đẹp, nhưng tại sao Nhã Phương lại có đủ bao dung để tha thứ cho những lỗi lầm của Trường Giang đến như vậy? Những ngày qua, làng giải trí không khỏi xôn xao trước scandal tình ái của Trường Giang với nam em. Hai người liên tục tố cáo nhau với những lời lẽ khó nghe. Nam em dường như điên tình khi cho rằng 30 ngày yêu Trường Giang, cô có thể chết đi sống lại. Còn nam danh hài thì ẩn ý nam em có vấn đề trong suy nghĩ, đồng thời cảnh cáo nếu cô động đến Nhã Phương, anh sẽ không để yên. Có thể thấy, từ khi công khai yêu nhau, cặp đôi Nhã Phương Trường Giang bị ném đá khá nhiều vì sự chênh lệch ngoại hình. Thậm chí người ta không hiểu được rằng tại sao xinh đẹp thành công như Nhã Phương lại thành đôi với Trường Giang. Lý do đã từng được cả hai chia sẻ, đó là sự đồng điệu về tâm hồn và Trường Giang vô cùng khéo léo trong việc chiều chuộng phụ nữ. Trong suốt quá trình yêu Trường Giang đã có khá nhiều tin đồn xảy đến, từ việc Quế Vân công khai hình ảnh hẹn hò với nam danh hài đến thông tin anh từng có vợ và con gái. Dù chỉ là lời đồn thổi nhưng cũng khiến cặp đôi gặp không ít sóng gió. Trường Giang Nhã Phương là cặp đôi liên tiếp vướng nghi án chia tay tái hợp. Khán giả còn mệt mỏi cho rằng đó là chiêu trò PR của họ. Và rồi đến nam em, cô công khai chuyện tình 30 ngày với danh hài xứ Quảng. Những lời hứa hẹn mà anh nói với cô khiến cả showbiz bất ngờ. Dù ai cũng biết độ đào hoa của Trường Giang, nhưng chẳng ai ngờ điều này lại khiến anh bị ê chề đến như vậy. Trường Giang trả lời rằng với anh, Nhã Phương quá hiền, quá tử tế, nên anh nghĩ yêu thêm vài người sẽ không sao. Bản tính đào hoa lăng nhăng của danh hài là vậy, nhưng tại sao Nhã Phương năm lần bảy lượt im lặng và tha thứ? Hóa ra trước đó Nhã Phương đã từng tiết lộ lý do dù bị cấm sừng nhiều lần vẫn có thể gương vỡ lại lành. Nữ diễn viên tiết lộ Trường Giang là một người khá tinh tế, có những lúc không cần nói nhưng nam danh hài đã hiểu điều Nhã Phương muốn chia sẻ là gì. Cô nàng cho biết Trường Giang chính là chỗ dựa để mình cảm thấy nhẹ hơn, an toàn hơn. Có lẽ chính vì những đặc điểm như vậy mà Trường Giang có thể giữ chân được Nhã Phương dù nhiều lần gây lầm lỗi. Quế Vân, xin đừng ai ném đá khi cô vui vẻ giữa sóng scandal tình ái nhấn chìm Trường Giang. Quế Vân xin mọi người đừng ném đá khi tung clip quậy với tình đơn phương giữa lúc scandal tình ái của Trường Giang vẫn chưa nguội. Giữa thời điểm drama tình ái của Trường Giang và nam em đang bị đẩy lên cao, Quế Vân, tình cũ của nam danh hài, có động thái mới, đăng tải clip tập thể dục vô cùng sexy, giọng ca một lần để mất anh nhắn nhủ, chỉ là tập thể dục thôi mà, đừng ném đá em dưới mọi hình thức. Trong clip, Quế Vân mặc sexy với áo crop top tông trắng kết hợp với quần họa tiết đỏ, nhảy uốn éo theo điệu nhạc của bài Tình Đơn Phương. Đôi khi thấy em cười vui lòng anh xao xuyến, nàng ơi hay biết chăng, anh đã yêu từ lâu. Phủ điệu nhảy uốn éo sexy theo lời bài hát của Quế Vân giữa thời điểm tình cũ ngập trong scandal đã nhận được sự quan tâm lớn. Bên cạnh lời khen ngợi về hình thể, một số ý kiến lại liên đới sang đời tư của nữ ca sĩ. Một số nhận định cô đang mỉa mai người cũ vì loạt scandal trong thời gian qua. Nhảy mà lại theo nhạc Tình Đơn Phương ư, Quế Vân đang ngẩn ý nhắc về người cũ đây mà. Trường Giang bây giờ cô đơn quá rồi còn gì, không dám ngẩng đầu lên khi ra đường. Tình yêu cũng dang dở vì bị Nhã Phương từ bỏ. Tuy nhiên số khác lại bác bỏ và cho rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Sự trùng hợp thôi mà, các bạn đừng suy diễn lung tung. Quế Vân đã tuyên bố trút được gánh nặng sau 2 năm. Bị tiếng đu bám Trường Giang rồi nên cô ấy không còn sân si nữa đâu, một ý kiến nhận định. Nhã Phương, Quế Vân, nam em là ba cái tên nổi bật trong dàn người tình của Trường Giang cho đến thời điểm hiện tại. Nữ diễn viên tuổi thanh xuân là danh chính ngôn thuận được ngôi sao làng hài công khai trước công chúng. Trong khi ca sĩ gốc Hà Thành và hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long lại được khui trong sóng gió. Tháng 3 vừa qua, nam em bất ngờ thú nhận 30 ngày yêu tưởng chết tới Trường Giang. Lời thổ lộ về mối tình dang dở, chỉ có nút thăng chưa từng xuống nút dán của người đẹp miền Tây đã nhận được sự đồng cảm lớn từ Quế Vân. Trước đó, Quế Vân từng tố cáo bạn trai Nhã Phương lăng nhăng, phụ tình cô cách đây 2 năm, đúng dịp Valentine 14 tháng 2, 2016. Bên vực nam em, giọng ca nỗi đau từ người em tin nhất đã lên tiếng bốc bài tán gái trăm lần như một của Trường Giang và khuyên tình cũ đừng gieo nghiệp nữa, kẻo bị quả báo nặng. Một số ý kiến đồng tình dành lời an ủi động viên cho hai mỹ nhân vì đã vượt qua được lưới tình. Tuy nhiên số khác lại nhận định Quế Vân đang đu bám sau scandal để biện minh cho việc làm kẻ thứ ba trong quá khứ và ham nóng tên tuổi ở hiện tại.
Giữa những điều tiếng xung quanh, Quế Vân đã quyết định mở lời nói một lần cho rõ, dù trước đó từng tự nhủ, quên cũng là một lẽ sống và rời xa cũng là một cách để yêu thương. Theo đó, giọng ca nỗi đau từ người em tin nhất đã lên tiếng. Trong talk show lần đầu tôi kể, Quế Vân mắng tình cũ họ Võ là kẻ ăn rồi quẹt mỏ và rằng nếu là Nhã Phương, cô sẽ rất xấu hổ về bạn trai của mình. Tôi thoải mái vì trút được gánh nặng sau 2 năm, mang tiếng đu bám Trường Giang, Quế Vân hân hoan. Đây mới là lý do chính Trường Giang chọn yêu Nhã Phương và không chọn nam em. Nhiều người ngỡ ngàng trước phát ngôn mới nhất của Trường Giang sau loạt scandal tình ái, đồng thời danh hài cũng tiết lộ lý do tại sao cầu hôn Nhã Phương. Ồn ào tình cảm giữa Trường Giang nam em không phải là lần đầu tiên. Trước đó, danh hài xứ Quảng từng bị tố hẹn hò Quế Vân khi công khai yêu Trường Giang, tin đồn phim giả tình thật với Hot Girl Sam. Dù nhiều lần dính sự cố yêu đương, nhưng Nhã Phương khẳng định cô vẫn ở bên cạnh người đàn ông này. Cụ thể, trong bài phỏng vấn vào năm 2017, người đẹp 28 tuổi tâm sự, khi bước trên con đường tình yêu, những tưởng khi gặp những sự cố mình sẽ không bao giờ bỏ qua. Nhưng khi là người trong cuộc thì mọi thứ lại khác. Cảm xúc cũng là thứ rất khó kiểm soát. Tôi tin vào hai chữ nhân duyên. Tức sẽ xác nhận mình có niềm tin dành cho họ hay không, cũng như họ có đặt tình cảm cho mình hay không. Nếu như chỉ thấy họ không thương mình một cách chân thành, tôi sẽ không bao giờ níu kéo hay làm gì đó kinh khủng để giữ chân họ. Tôi tiếp xúc nhiều bạn nam, nhưng có lẽ cho bản thân khô khan nên ít khi rung động. Nếu họ nghĩ có thể cho mình nhiều của cải vật chất hay có ngoại hình long lanh thì rất khó để gần tôi. Sự thật là tôi sinh ra trong gia đình, ba mẹ ít thể hiện tình cảm bằng hành động, nên khi đón nhận sự quan tâm, yêu thương từ người đàn ông một cách chân thật, tôi sẽ đáp lại. Còn chuyện lầm lỡ thì ai cũng phải có, quan trọng là sau đó họ giải quyết như thế nào, Nhã Phương giải bày. Đặc biệt khi nói về tật xấu trăng hoa của Trường Giang, Nhã Phương cho biết cô chấp nhận vì đã là tật xấu thì hiếm khi bỏ được. Chấp nhận chứ, vì tôi nghĩ tật xấu thì ít ai bỏ được. Mình không thể thay đổi mình thì làm sao có thể ép một người thay đổi bản chất của họ. Chỉ là thương nhau quá thì cùng nhau dung hòa, giảm bớt những gì khiến đối phương phải buồn là được. Hơn nữa tôi tin một người khi ăn chơi nhiều rồi cũng sẽ đến lúc chán, trong rủi hoài cũng sẽ dần chân, Nhã Phương thẳng thắn. Trong buổi gặp gỡ truyền thông giới thiệu sản phẩm âm nhạc, nam em bất ngờ thừa nhận mối quan hệ tình cảm với Trường Giang. Chưa dừng lại ở đó, top 8 Hoa hậu Trái Đất còn gián tiếp thừa nhận hẹn hò với danh hài khi đang yêu Nhã Phương. Đồng thời, trên trang cá nhân của mình, nam em gửi lời xin lỗi đến những người trong cuộc. Top 8 Hoa hậu Trái Đất khẳng định không muốn làm tổn thương bất kỳ ai và càng không có suy nghĩ trả đũa vì những đau khổ trong chuyện tình cảm. Trước những ồn ào này, Nhã Phương bất ngờ lên tiếng khẳng định tôi vẫn ổn. Trong khi đó, Trường Giang hoàn toàn im lặng mặc cho nam danh hài vẫn xuất hiện trên truyền hình và công chúng, thậm chí đối diện với tin đồn rạn nứt. Cả Trường Giang và Nhã Phương đều né tránh hoặc trả lời chung chung về mối quan hệ tình cảm của hai người. Thế nhưng có thể thấy trong khoảng thời gian gần đây, Trường Giang đang loay hoay tìm hướng giải quyết và làm lành với Nhã Phương sau scandal tình ái. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để hiểu danh hài yêu nữ diễn viên tuổi thanh xuân đến nhường nào. Và lý do như đã thấy, ngay trên sân khấu lễ trao giải Mai Vàng 2017 trước đó, danh hài Trường Giang đã làm một việc mà theo anh chia sẻ là sẽ chỉ làm duy nhất một lần trong đời, không có lần thứ hai. Anh nói Nhã Phương đã đến, anh biết, em tới với anh là em nhận nhiều cay đắng, không phải thuộc về em nhưng em vẫn nhận. Ngày hôm nay, anh làm điều này để những người đàn ông xung quanh em và những bánh bèo lãng vạn trước mặt anh sẽ quay mặt bỏ đi. Và từ hôm nay mọi thứ của anh, tiền bạc, xe cộ, nhà cửa, kể cả hơi thở của anh cũng là của em. Từ hôm nay em có thể gọi anh là chồng và hãy về nhà của anh để sắp xếp lại cuộc đời cho anh. Nếu như hôm nay em không nhận thì ngày mai sẽ không ai thấy anh ở đâu nữa, vì không có em, mọi thứ kết thúc. Trường Giang gửi những lời ngọt ngào tới bạn gái Nhã Phương. Theo clip Trường Giang cầu hôn Nhã Phương ghi nhận, thì nữ diễn viên tuổi thanh xuân thoáng bối rối trước lời cầu hôn bất ngờ của bạn trai. Cô rụt rè trước khi đồng ý để Trường Giang đeo nhẫn cầu hôn. Về chuyện Nhã Phương thường hay viết những dòng trạng thái buồn trên trang cá nhân khiến nhiều người hiểu nhầm là cả hai chia tay, thì Trường Giang cũng có phản hồi. Anh cho biết Nhã Phương là một người rất sâu deep với vai diễn của mình, nên trước khi sản phẩm nào đó ra mắt, cô ấy thường viết về nhân vật đó, đắm chìm với vai diễn còn hơn say mê Trường Giang nữa mà. Nói thêm về những cảnh ôm hôn bạn diễn nữ trên sóng truyền hình và thú nhận tại sao cầu hôn Nhã Phương, Trường Giang cho biết
Không lẽ diễn yêu nhau tại ơn giời cậu đây rồi và không nắm tay thể hiện tình cảm này nọ sao được, mà diễn thân mật một chút thì họ lại đồn là đang yêu đó. Thôi mệt lắm, một người là mệt lắm rồi, với lại tôi thấy khó tìm được người nào vừa ngoan hiền lại giỏi như Phương, nên thôi đừng tìm kiếm xa xôi nữa, ở một chỗ là được rồi. Trường Giang nhà Phương công khai tình cảm sau khi cùng đóng trong phim 49 ngày. Trong khoảng 3 năm qua, cặp đôi trải qua nhiều sóng gió và tin đồn rạn nứt hay tình tay ba. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn chờ đợi một kết thúc có hậu trong chuyện tình của họ.